Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại khối không khí lạnh tầng thấp hoạt động với cường độ yếu và lệch dần ra phía biển. Trên tầng cao hình thế gây mưa cũng nhanh chóng suy yếu nên thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc đang có xu hướng tốt. Dự báo trong 2 ngày sắp tới, ngày 23 và ngày 24, vào đêm và sáng sớm trời vẫn còn nhiều mây, đôi lúc có mưa nhỏ kèm theo sương mù, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi và ven biển. Nhưng đến thời điểm ban ngày, tiết trời sẽ khô ráo hơn. Thêm vào đó, sự phát triển của vùng áp thấp nóng ở phía Tây cũng là nguyên nhân khiến cho nền nhiệt độ khu vực tăng cao, trưa chiều trời có nắng, với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Thậm chí khu vực Tây Bắc có nơi có xuất hiện nắng nóng, với mức nhiệt chạm ngưỡng 34 cho đến 35 độ. Đáng lưu ý là sang đến 2 ngày nghỉ cuối tuần này, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lại có dấu hiệu hoạt động trở lại và được nhận định là có cường độ tương đối mạnh khiến cho thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có chuyển biến đáng kể. Mưa rào rải rác xuất hiện cùng với nền nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét từ ngày 26. Do vậy, người dân cần lưu ý đề phòng trước những thay đổi của thời tiết và liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Đến với các tỉnh miền Trung, trong thời đoạn 3 ngày sắp tới, mưa tại đây sẽ nhanh chóng giảm. Toàn khu vực phổ biến mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, với mức nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh, cao nhất ngày trong khoảng 28 cho đến 31 độ ở phía Bắc và khoảng 31 cho đến 33 độ ở phía Nam. Và như đã đề cập ở trên, từ khoảng chiều tối ngày 25, không khí lạnh dồn sâu xuống phía Nam, mưa rào sẽ xuất hiện trở lại tại phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh do tác động của đới gió Đông Bắc. Sau đó, vùng mưa sẽ lan dần xuống các tỉnh Trung Trung Bộ trong ngày 26, nền nhiệt độ cũng giảm dần. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa rào về chiều tối xuất hiện cũng ít dần, có chăng chỉ là mưa dông cục bộ với lượng không nhiều. Nên nhìn chung trong cả 3 ngày tới, toàn khu vực quay trở lại trạng thái thời tiết phổ biến là ít mưa, ban ngày có nắng nhiều. Nền nhiệt trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do không khí lạnh hoạt động yếu nên trong 2 ngày tới, tại hầu khắp các nơi trên Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió đông đến đông nam có cường độ trung bình, trời phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Lưu ý khoảng từ ngày 25, do hoạt động của không khí lạnh, trên khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông bắc với cường độ mạnh dần lên mức cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động, không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Như vậy, Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Từ ngày 25 trời chuyển nhiều mây có mưa rào rải rác, nền nhiệt độ giảm dần. Trung Bộ phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng, nền nhiệt độ tăng. Khoảng từ chiều tối ngày 25 phía Bắc khu vực có mưa rào rải rác, nền nhiệt độ giảm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, mưa dông cục bộ xảy ra ở vài nơi. Bản tin thời tiết cuối ngày 22 tháng 3 của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.